Là nửa này nửa kia ha. Không có năn nỉ gì nữa. Quyết định rồi. Cho ra ba câu thầy. Năm năm ha. Năm này năm kia hả? Cho ba câu thầy cái nhiều quá. Chưa giờ thì tự lận không à? Làm những cái trách nhiệm. Nhưng mà thầy cứ cho em là liệu vô phòng không? Không. Trường khác cho. Ví dụ như tôi cho thi đi thì tôi sẽ hỏi là ví dụ như cái bệnh lý đó thể đó sẽ chăm bộ việc gì ha. Rồi tôi sẽ cho mấy chị nhìn vô là cũng có thể là đánh được ha. Chứ không phải tới mức là lắc léo. Thường đi thi là năm huyệt, ví dụ như cái thể đó là cho cái gì thì bắt đầu ông cho bốn cái đề y chang nhau luôn, bốn cái câu ABCD là y chang nhau luôn, chỉ có cái câu cuối là nó khác nhau thôi. Đó, khó vậy nhưng mà tôi sẽ cho mấy chuyện là tương đối là dễ nhìn ha. Đơn giản. Rồi ví dụ như tôi hỏi là ví dụ như trong cái bệnh lý đó, cái huyệt đó sẽ là trong đó là theo cái lý luận gì, được không? Lý luận gì là gì? Có thì chậm nó có thì nhớ nó là bạn chỉ một cái dựa theo lý luận gì nhưng mà chỉ nhớ được không dùng đó, cái này phải thuộc chứ sao không thuộc được. Ví dụ như tôi hỏi là trong đau đầu đi, đau đầu chọn huyệt bách hội vì lý do gì? A nó là A thị huyệt ha, hay là B nó là khích huyệt, hay là D nó là ngũ du huyệt, cái đại diện lại đánh được để nên ra mấy chị cũng phải biết được chứ ha. Trời, ví dụ như tôi hỏi là ví dụ như trong đau lưng trong lưng thể thận âm hư đi, trong huyệt thận du có tác dụng gì? Bổ thận. Ví dụ dễ quá vậy. A là A thì huyệt, B là theo ngũ du, C là cái gì? Là theo kích huyệt, D là AB đều đúng ha. Còn D tất cả đều sai, chọn cái gì? Đúng. Hả, chứ nói ví dụ đi đó. Thầy chọn gì? Chọn gì? Thì nó là vừa là A thị mà nó vừa là cái gì? Vừa theo bổ thận, hai chú huyệt đó. Thì nó ví dụ vậy đó. Được không? Được, cái đó được thầy. Trách nhiệm hết càng tốt luôn. Thầy không có đỡ để tạo được đâu. Ví dụ như là thể nào sau đây không có trong đau lưng? Ví dụ như bữa học đau lưng là có thể gì vậy? Ví dụ như thể thận hư, thể huyết ứ đúng không? Phong hàn. Trên gia dụng đi cho thể gì đó, cây kim sung là đại khái dụ vậy đó. Thì nếu mà mấy chị cũng phải biết được cái đấy hả? Được không? Được. Hay là triệu chứng nào sau đây là đặc trưng của đau lưng thể phong hàn? Đau tăng khi gặp lạnh. A là đau tăng khi gặp lạnh khi di chuyển, B là đau tăng khi gặp nóng ha. Hay là D là thường gặp ở người lớn tuổi ha. Thì được không? Được. Xong được. Cái đó là tin nó khó đó, nói chung là đây là cũng khó đó ha. Thì đó thì tính ra mấy chị cũng phải biết ha, học xong biết sao được. Cho mang lại đi thôi, đi thi học lại đi. Đi mốt là đâu cộng bạn được nhớ thôi, yên tâm ha, là 7 câu trắc nghiệm, 7 câu trắc nghiệm với lại 7 điểm trắc nghiệm với lại 3 điểm tự luận ha. Rồi, nhất vậy đi ha. Thì luận là tình huống lâm sàng hả? Mấy điểm nào bằng rồi? Các điểm nào bằng rồi? Các điểm bao nhiêu câu rồi hả? Bảy câu, bảy câu trắc nghiệm. Mà tổng cộng bao nhiêu bài nè? Tổng cộng bao nhiêu bài nè? Hôm nào tập rồi thì xuống nè. Tập thì đã xong. Sắc hỏi đi các bạn. Tập
những cái câu đó thầy sẽ cho ôn lại, tất cả những gì thi thì sẽ cho ôn lại, đúng không thầy? Này thì sẽ đi học đông dữ à? Rồi bây giờ là cái bài này nó học lẹ. Bài này chắc được nửa tiếng à. Rồi học xong rồi là sẽ là mình thực hành ha. Dạ làm các bạn ơi. Hành. Thì nói chung là cái vùng lưng với lại vùng kia là mấy chị chăm được rồi gì? Chưa chăm không hả? Vùng lưng chưa. Vùng lưng chưa. Vùng lưng chưa. Thì là sẽ tập chăm ha. Ha. Tập chăm thì nói chung là tôi còn dạy mấy anh chị được bài này với bài mất ngủ. Nay thứ năm nữa thì ráng cho mấy anh chị thực hành được ha. Bữa giờ cũng chưa gắn được gì không? Chưa. À rồi. Thì cái bài này cũng nhanh thôi ha. Bài chăm cứu điều trị mất ngủ miễn vận ha. Vì hiển vận là cái tiếng Hán Việt thôi, còn tiếng Việt mình gọi là qua mắt chóng mặt, ha, qua mắt chóng mặt. Thì cái mục tiêu bài này, mấy anh chị cần nắm tôi là gì? Ha? Phải xác định được để coi là đúng là người ta có chóng mặt hay không, ha, chóng mặt hay không. Nó còn cái gì khác nó cũng ta cũng tả lầm nó là chóng mặt nữa. Những bệnh lý nó thường gây chóng mặt thường gặp mà lành tính ha. Ở bên y học hiện đại và phân thể theo y học cổ truyền và điều trị. Rồi thì bữa giờ đó giờ ai bị chóng mặt chưa? Ai bị chóng mặt rồi giơ tay. Rồi chị áo cam, chị thấy chóng mặt là chị thấy sao mà chị gọi là chị bị chóng mặt? Mặt hai lần nào? Rồi có ai bị giống chị này không? Có bị khác nè. Hả? Anh bị sao không? Dạ bị thấy nó cầu nó trời đất, cây sẵn cái tôi hả? Nó quay được mình té. Rồi. Có ai bị khác không? Đó luôn bị chóng mặt thế này. Mỗi lần mà đè khó có chóng mặt thầy. Chóng mặt. Rồi. Còn ai chóng mặt hay triệu chứng nó khác nữa không? Mỗi lần đau đầu mình đau lên là nó sẽ bị nhức con mắt đây là không thấy được. Được. Thì cái đó cũng gọi là chóng mặt. Tôi bị chóng mặt là khi thấy mình chóng mặt, nhưng mà khi nằm xuống mình thấy nhà nó quay. Thì mấy anh chị thấy là có người thì thấy trời đất tối thui, người thì thấy người nó lân lân, người thì thấy trời đất quay vòng vòng, có người thì là thấy mình tự quay. Thì mỗi một cái triệu chứng vậy nó có sự khác nhau, nó có sự khác nhau giữa mấy cái bệnh. Thì chóng mặt nó là cái gì? Chóng mặt có nghĩa là cái cảm giác của bản thân ha, khi thấy mọi vật xung quanh hoặc là tự thân mình nó quay vòng. Thì triệu chứng này có thể là một bệnh lý hoặc có thể là một cái biểu hiện của cái bệnh lý người ta gọi là bệnh, nó hơi nặng là bệnh tâm thần ha, tâm thần. Thì mình phải phân biệt được. Thứ nhất ha, khi mà người ta nói với mình ta bị qua mắt chóng mặt ha, qua mắt chóng mặt, thì mình phải xác định được coi là người đó ta tả là trời đất xung quanh ha, mọi vật xung quanh nó quay vòng vòng nó đảo điên á ha, hay là cái người đó ha, hay là cái người đó người ta tự động người ta cảm thấy người đau tự động nó quay ha, tự động nó quay ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ha, mình phải phân biệt được coi là người ta cảm giác như người ta là tự nhiên ha, tự nhiên người ta đứng cảm giác không vững mà tự nhiên người ta muốn ngã ha. Ngã nghiêng á ha, ngã nghiêng
một triệu chứng nữa ha, đó là tự động người ta cảm giác như người ta sắp xỉu, sắp ngất gì đó, người ta cũng nói với mình là người ta bị chóng mặt. Cái nữa là người ta cảm thấy người ta cảm giác như cái đầu người ta nó nhẹ, nó lân lân, nó hận hận như ở trên mây. Bốn cái này nè thì mấy chị thường là hay mô tả là bị qua mắt chóng mặt chung ha. Nhưng mà bốn cái này nè là bốn cái bệnh lý nó khác nhau ha. Bốn cái bệnh lý nó tương đối khác nhau mà mình hay vô chung bác sĩ gọi cho mình là bị chung là bị rối loạn tiền đình ha. Tôi thấy tại tôi thui ông cũng nói tôi bị rối loạn tiền đình ha. Tôi thấy cảm giác tôi muốn xỉu muốn té luôn mà ông bác sĩ cũng nói tôi bị tiền đình ha. Tôi thấy tôi thận thận nhà đầu ông bác sĩ ông cũng nói tôi bị tiền đình ha. Nhưng mà thực ra trong bốn cái này nè chỉ có cái đầu tiên ha, cảm giác người nó xây trời đất nó quay vòng vòng, hoặc là tự động mình thấy người mình nó quay vòng vòng thì cái đó người ta mới gọi là bị rối loạn tiền đình ha. Còn ba cái còn lại á không có cái nào gọi là bị rối loạn tiền đình hết ha. Thầy còn cái hẳn mà nhỉ, cái hẳn đó phải là mình bước đi nó giống như mình bước nó sụp nó cảm giác mình trang người mình cái đầu óc mình nó lưng lưng như trên mây vậy. Ở đây có ai bị không? Và ví dụ mình bước đi nó chập chờn chờ nó có phải là mà... không bước đi chập chờn có thể là cảm giác không thăng bằng muốn ngã ha. Thì khi cái người ta vô người ta nói với mình là người ta bị chóng mặt ha, thì mình phải hỏi người ta được ra được bốn cái ha. Một là ông thấy trời đất nó quay vòng vòng, ông quay vòng vòng. Hay là ông đi ông dẫn ông té ha, ông ngã nghiêng á, ông đứng không được. Hay là ông cảm giác như nó muốn xỉu ha, sắp ngất vậy đó. Còn nữa là ông hay là ông thấy cái đầu ông nó hẩn hẩn ha. Nhớ được bốn cái. Thì khi đó ha, bốn cái đó mình sẽ phân biệt bằng cách gì ha? Phân biệt bằng cách gì? Thì thứ nhất cái mà cảm giác xoay vòng vòng á, trời đất nó quay vòng vòng hay là tự động bản thân người đó người ta cảm giác người ta xoay vòng thì người ta gọi nó là bị tiền đình ha. Tiền đình thì nó có hai dạng là tiền đình trung ương và tiền đình ngoại biên. Thì tiền đình trung ương ngoại biên nó là gì? Thì á trong cái lỗ tai này nè nó có cái bộ phận nó gọi là bộ phận tiền đình ốc tai ha, nó nà nà đây nó là chỗ mấy cái ốc bán khuyên ha, nó gọi là tiền đình ốc tai. Rồi nó có cái dây thần kinh ha, dây thần kinh nào là dây thần kinh tiền đình ha, hay là dây số 8 á. Rồi cái dây này nó đi vô cái chỗ cầu não ha. Thì từ chỗ trước khi nó vô, nhớ chỗ cầu não không? Học tay biến rồi nhớ không? Bán cầu đại não, xong rồi nó xuống cái bó gọi là bao trăm, xong rồi nó đi xuống cái chỗ gọi là cầu não đó nhớ không? Từ cầu não này nó mới đi ra mấy cái dây, dây 7 là dây 7 là để liệt mặt đó nhớ không? Thì ngay cái chỗ cầu não này luôn nè, nó cũng là nơi chứa cái dây kinh tiền đình ốc tai luôn ha. Thì ngay cái chỗ cầu não này đổ lên á thì nó gọi là tiền đình trung ương ha. Trung ương. Còn từ cái dây này nó đi ra tới cái lỗ tai mình á thì gọi là tiền đình ngoại biên ha. Tiền đình ngoại biên. Khi mà bác sĩ mà người ta nói với mình là bị rối loạn tiền đình, đó là mình bị trong cái hệ này nè. Khi đó là mình sẽ tả với bác sĩ là à mình cái cảm giác nó trời đất rồi. Nó quay tá lả, nó quay vòng vòng vậy đó. Ha. Hoặc là tự động người mình thấy người mình tự nhiên nó quay vậy nè. Thì cái đó là mình bị tiền đình ha. Thì tiền đình mình có thể là bị trung ương hoặc là bị ngoại biên ha. Khi mà bị đó chẩn đoán là tiền đình là nó phải giống vậy đó ha. Thì khi mình chẩn đoán ta bị tiền đình có nghĩa là có nghĩa là triệu chứng nè, có nghĩa là cảm giác mọi thứ xung quanh nó xoay vòng hoặc là tự bản thân mình nó xoay vòng ha. Yếu tố làm nặng lên ha, khi người ta thay đổi tư thế ha, khi đang nằm mà ngồi dậy tự nhiên thấy trời đất nó đảo đi, nó quay cuồng nhiều hơn ha. Thì khi khám cái đó mình phải khám gì ha, thì khi bị tiền đình như vậy ha, có nghĩa là nó liên quan đến mấy cái dây thần kinh này lại. Thì mình phải khám 12 dây thần kinh sọ coi mình có bị gì không ha. Mình khám cái tư thế ha, mình khám ngón tay chạm mũi hay là mình khám cái robotex, lát này tôi sẽ nói kỹ thêm ha. Rồi các cái chẩn đoán của nó ha, thì nếu như mà mình bị tiền đình ngoại biên á thì thường mình sẽ bị những cái bệnh lý gì thường gặp? Nếu như mà bị tiền đình ngoại biên thì thường sẽ gặp thứ nhất là chóng mặt ngoại biên tư thế kịch phát lành tính, nó là tắt của chữ BBBV ha.
nó gọi là chóng mặt ngoại biên tư thế kịch phát lành tính ha. Hai gọi là bệnh menorrhea ha, cái nữa là hay là viêm, một cái bệnh lý nữa cũng gặp ở trong cái bệnh tiền đình ngoại biên, đó là viêm à, cái gì tiền đình nó tan ha. Còn nếu như mà mình bị cái tiền đình trung ương á thì thường mình sẽ gặp những bệnh lý gì, ví dụ như là tai biến mạch máu não nè ha, có thể là nhồi máu, xuất huyết ha, hoặc là bệnh sơ cứng cục bên teo cơ, hoặc là có cái u ở trong não ha. Cái này cũng dễ hiểu thôi ha, ví dụ như cái dây thần kinh đây nó có u nè ha, hoặc là nó bị xuất huyết nè ha, hoặc là nó bị nhồi máu nè ha, hoặc gì đó nó gây tổn thương trong này, thì nó gây tổn thương gì tiền đình gì trung ương ha. Còn ngoại biên thì thường mình gặp chỉ có gặp ba cái bệnh lý này là thường gặp thôi ha, đó là chóng mặt ngoại biên tư thế kịch phát lành tính ha, bệnh menorrhea ha, hoặc là viêm tiền đình ha. Thì lát nữa sẽ chỉ mấy chị phân biệt sơ làm sao biết mình được mình bị tiền đình ngoại biên hay là bị tiền đình trung ương ha. Cái nữa ha là cái cảm giác sắp ngất ha, sắp ngất. Cái này thì nó sẽ hơi khó với mấy anh chị ha, sắp ngất. Và có thể là người ta bị nếu mà ngất luôn rồi thì đương nhiên là mấy chị biết là ta bị xỉu rồi, đương nhiên là mấy chị không cho nó là tiền đình rồi ha. Còn cái cảm giác sắp ngất là người ta cảm giác như là tự nhiên người ta đang ngồi cái ta đứng dậy, cảm giác tự nhiên người ta có một thoáng gì đó người ta quên đi ha. Nó gọi là cái mất ý thức một cách đột ngột nhanh ha. Tự nhiên cảm thấy đứng tự nhiên đang ngồi đứng dậy, tự nhiên thấy mình cũng lại chậm đấy, cảm thấy nó thoáng mất cái rồi bắt đầu tỉnh lại ha. Thì cái đó người ta cũng tả với anh chị bằng cái triệu chứng đó là hoa mắt chóng mặt ha, người ta cũng sẽ tả với anh chị mà cũng giống như anh bị vậy đó ha. Thì yếu tố làm nặng lên khi nào, khi người ta đang ngồi mà đột ngột người ta đứng dậy là cái triệu chứng này nó sẽ bị nặng lên, chứ còn bình thường hoạt động bình thường như nào thì nó sẽ hoàn toàn gần như là bình thường hết. Thì khi khám mình chú ý gì, thứ nhất là mình khám cái huyết áp, gọi là khám huyết áp tư thế thay đổi tư thế ha, mình test cái đường huyết của người ta ha. Thì những cái nguyên nhân mà nó làm cho con người ta sắp đó thì thường là thứ nhất là yếu tố đó là đầu tiên, nó là yếu tố người ta bị giảm thể tích tuần hoàn trước, giảm thể tích tuần hoàn ha. Giảm thể tích tuần hoàn thì mình thường gặp trong những cái bệnh lý gì, thứ nhất là nôn ói nè, tiêu chảy nè, hoặc là xuất huyết ha, hoặc là bị mất máu ha. Hai là những cái bệnh nhân bị hạ áp tư thế, hoặc trường hợp nữa đó là những trường hợp bị rối loạn nhịp tim ha, hoặc nữa là những trường hợp bị hạ đường huyết ha, hoặc trường hợp nữa đó là hẹp van động mạch chủ ha, hoặc trường hợp nữa đó là bệnh thuyên tắc phổi ha. Thì mấy đối với chuyện những trường hợp chung này nó có đặc điểm chung là gì? Làm cho lưu thông máu không được đều, không được máu mạch nào đấy. À đúng rồi, nào đúng rồi ha. Những cái trường hợp này nè, mất nước, xuất huyết, hạ tư thế, loạn nhịp, hạ đường, hẹp van động mạch chủ, hoặc là thuyên tắc phổi, BE là thuyên tắc phổi ha. Thì tất cả những cái nguyên nhân này nó đều làm, một đầu tiên đó là giảm cái lưu lượng máu lên não. Còn cái hạ đường đó là giống như là nó giảm cái chất dinh dưỡng lên não ha. Thì khi mình biết rồi, khi mình nằm thì huyết áp nó khác, khi mình đứng thì nó sẽ có làm sao, thì đứng thì nó sẽ có trọng lực, có xu hướng làm cái máu nó bị kéo xuống ha. Nên khi đó cái thành động mạch của mình nó phải có xu hướng là nó co lại để cho cái nó giữ được cái máu để tưới lên não ha. Thì những cái trường hợp mà choáng sắp ngất này nè thì thường nó sẽ bị khi mà mình đang ngồi mình đứng dậy thì nó sẽ làm giảm cái lưu lượng máu lên trên não ha. Nó sẽ làm mình cảm giác nhẹ nha, nhẹ có nghĩa là cảm giác như sắp ngất, tự nhiên mình cảm giác nó có thể là người ta than với mình là tự nhiên trời đất lúc đó nó tối sầm lại ha, tối sầm lại rồi tự nhiên mình thấy nó sáng ra, thì lúc đó lúc tối sầm lại có nghĩa là cái lúc đó là máu là não nó kém ha. Còn cũng sao mắt nó sáng lại có nghĩa là lúc đó cái máu đó là cơ thể nó đã lưu lên máu đã đưa lên trên đầu kịp thời rồi, còn nếu như mà nó đưa không kịp thời là mình xỉu luôn ha, là mình xỉu luôn. Thì sao mình biết được người ta bị cái triệu chứng đó là do giảm cái lưu lượng máu trên não, thì người ta sẽ không than với mình là trời đất nó xây dầu, mà người ta than với mình là tôi đang ngồi tôi đứng dậy cảm giác tôi muốn xỉu ha, hoặc là tôi thấy trời nó tối thui lại ha, trời nó tối thui lại. Rồi lúc đó mình hỏi người ta coi là à như vậy thì mình nhớ là ông thầy cũng nói là à những trường hợp nào mà nó sẽ thường là nó giảm cái lưu lượng máu trên não, thứ nhất là ông có bị tiêu chảy hay nôn ói gì không, tiêu chảy nôn ói thì làm gì, mất nước ha. Ông có bị
chảy máu đâu không ha, đi cầu trước giờ có bị ra máu hay là phân đen gì hay không ha, cái nhịp tim ông có bị bình thường hay không ha. Rồi ông bữa trước ông có, hồi nãy ông uống thuốc tiểu đường rồi ông có ăn gì lại hay chưa ha. Rồi những cái bệnh lý hệ ba động mạch chủ hay là cái thuyên tắc phổi này là trong bệnh lý tim mạch thì phải hỏi cái tiền căn của người ta rồi ha. Còn cái một cái nữa người ta gọi là hạ huyết áp tư thế ha. Hạ huyết áp tư thế có nghĩa là cái người này bị cái bệnh lý ha, ta cũng không có bị mất máu, người ta cũng không có bị xuất huyết, tim người ta cũng bình thường, nhưng mà cái trương lực động mạch của người ta giống như nãy tôi nói, dù cái người bình thường là người ta đang ngồi hoặc là đang nằm mà ngồi dậy thì cái động mạch tự động nó sẽ căng cứng lại để nó làm lưu thông máu lên trên não được tốt. Thì những cái người này nó bị cái bệnh lý là nó sẽ không có làm cái lưu lượng máu lên trên não được bình thường, mặc dù không có mất nước, không có xuất huyết gì hết. Thì lúc đó mình sẽ đo gọi là đo huyết áp tư thế ha, đo huyết áp tư thế. Thì khi người ta nằm á thì huyết áp người ta bình thường, nhưng mà khi mà nằm mà ngồi dậy bắt đầu mình đo sau 1 phút và sau 3 phút thì mình thấy cái huyết áp tâm thu người ta giảm hơn 20mm thủy ngân, hoặc là huyết áp tâm trương người ta giảm trên 30mm thủy ngân, thì mình nói à ông này có hạ huyết áp tư thế, hạ tư thế. Những người bị mà có triệu chứng hạ, có cái dấu chứng mà hạ tư thế nè, thì người ta sẽ có cái triệu chứng là trời đất có cái thui hoặc là sắp ngất. Nên khi mà người ta vô khang với mấy anh chị mà cảm thấy trời đất có cái thui hoặc là sắp ngất thì mấy anh chị phải đo tập huyết áp tư thế bằng cách làm khi người ta nằm nghỉ ngơi rồi mình đo ha. Giả sử lúc đó mình nằm, ta nằm nghỉ ngơi, mình đo ta là 130 ha, trên 80 mình thấy bình thường, kéo đầu mình kêu người ta đứng dậy ha, đứng dậy xong 1 phút mới đo nha. Rồi dương áp người ta còn có 101 trên 80 ha. Thì lúc này mình có thể mình chẩn đoán người ta là bị hạ tư thế rồi ha. Tại vì cái người bình thường á nằm đo cũng 103/80 mà ngồi hoặc đứng đo cũng phải sắp xỉ là 102 hoặc là 103/80 thì mới gọi là bình thường. Còn những cái người mà bị hạ tư thế thì là triệu chứng của nó sẽ là gì ha, khi mà mình khi người ta đứng dậy mình đo là cái triệu chứng cái huyết áp là nó sẽ giảm ha. Được không em? Được. Cái nữa ha, đó là triệu chứng mà người ta gọi là mất thăng bằng ha, tự động người ta chào đảo ha, chào đảo có nghĩa là khi người ta ngồi, người ta đi, người ta đứng cảm giác nó không có được vững ha, dù đang ngồi vậy. Thấy người ta cũng ngã nghiêng, mấy ông say rượu sao là cái này nó y chang vậy đó ha, thấy nó ngã nghiêng vậy đó. Mà khi người ta ngã nghiêng như vậy người ta cũng cảm giác là à trời đất nó cũng thay đổi ha, nhưng mà thực ra nó không phải là trong mặt ha, à, thấy trời đất nó cũng, hoặc là khi ta đứng ha, ta đứng là ngã, mấy chị thấy không xe rượu không ngã nè, đây có ai xỉn lần nào chưa ha, đó là cảm giác đi đứng mà ngồi nó không có vững ha, đi đứng ngồi nó không vững. Thì yếu tố làm nặng lên là gì, học bên kia yếu tố làm nặng lên có nghĩa là khi người ta đi ha, người ta đi ha. Bên kia à, vô phòng hỏi cho con ha. Thì thường những cái bệnh lý mà nó gây mình mất thăng bằng này nè là thường là những bệnh lý liên quan đến cái hành tiểu não ha, tiểu não hoặc là bệnh Parkinson hoặc là bị thiếu vitamin B ha. Thiếu vitamin B thường là những cái bệnh nhân nghiện rượu á, nghiện rượu người ta sẽ uống rượu bia nhiều ha, nó sẽ làm thoái hóa mấy cái dây thần kinh ha, nó sẽ làm mất cái dây thần kinh cảm giác của người ta ha. Mà khi cái dây thần kinh cảm giác nó bị ảnh hưởng thì người ta sẽ cảm giác là đứng nó không có được vững ha. Khi mình đứng vững có nghĩa là do gì, do cái cảm giác của mình ở cái chân nó, cái từ cái chân xuống mặt đất mình thấy nó có cái độ bát ha. Còn những cái người này cái thần kinh cảm giác người ta nó bị ảnh hưởng rồi ha, người ta cảm giác đứng nó không có vững là do cái tiếp xúc giữa người ta mất đi cái tiếp xúc giữa da với lại cái chân của người ta ha. Rồi một cái nữa là cái chóng mặt không đặc hiệu ha, ha. Thì thường yếu tố làm nặng lên ha, cái này thường liên quan đến yếu tố tâm thần là chính ha. Yếu tố tâm thần là chính ha. Thì thường yếu tố làm nặng lên á là người ta thường là do cái căng thẳng ha, ta lo lắng, người ta stress nhiều thì tự động người ta cảm thấy bị nó chóng mặt ha. Thì những người này thường là bị trầm cảm nè,
lo lắng sàng thể hoặc là người ta có dùng thuốc. Vô khám biết ông nào cũng bị lo lắng nhiều không? Thì cái người đó vô là người ta gặp gì mình ta thứ nhất là cái triệu chứng người ta hốt hoảng ha, hốt hoảng và cái gì người ta cũng cảm thấy người ta bị gì ta cũng muốn hỏi mình hết ha. À bác sĩ, tôi ăn không ngon miệng, tôi có bị gì không bác sĩ ha? Và tự nhiên bác sĩ, tôi tóc tôi nó rụng 3 cọng, tôi có bị gì không bác sĩ ha? Bác sĩ tự nhiên tôi thấy người tôi nó hơi mệt mệt mà là tôi có bị gì không ha? Người ta chỉ cần nói vậy thôi là mình biết người này bị lo lắng ha. Thì có thể cái chấm mặt của người ta ha là do cái yếu tố là về tâm thần là nhiều, nhưng mà cái cuối cùng này nè là cái chẩn đoán loại trừ ha, có nghĩa là mình loại trừ được 3 cái trường hợp này rồi thì mình mới nghĩ tại vì tâm thần ha, chứ không phải mới vô mình phát tại vì tâm thần luôn ha. Vậy thì ha, khi người ta vô than với mình gì qua mắt chóng mặt ha, là mình phải hỏi coi ha, cái cảm giác ông thấy nó là cái gì, trời đất xây dòng hay là ông thấy ông xây dòng. Nếu như mà người ta than với mình giống vậy thì có khả năng không bị rối loạn tiền đình ha, thì bị tiền đình có thể là bị tiền đình trung ương hoặc là bị tiền gì thì đừng có biết. Nếu như người ta cảm giác như là choáng sắp ngất vậy đó, cảm thấy trời nó có thui ha, nó đen lại mà tự nhiên nó sáng lại ha, thì có thể ông bị những cái bệnh lý liên quan đến gì, mất nước, sức huyết, hạ tư thế ha, rối loạn nhịp tim, hạ đường ha. Thì hạ tư thế thì mình đo theo cái huyết áp tư thế ha, khi nào là khi đứng 1 phút nó trên nhau nhiêu tâm thu, bữa đầu huyết áp nhớ chưa, tâm thu nhiêu, tâm thu là gì nhớ không? Còn tâm trương dưới ha, nếu tâm thu mà nó giảm trên 20, còn tâm trương hoặc là tâm trương nó giảm trên 30 thì ông này ông có khả năng bị gì, hạ tư thế ha. Hoặc là bệnh nhân có cảm giác như là mất thăng bằng ha, mất thăng bằng đi đứng ngồi nó không vững gì đó ha, thì có khả năng thì người ta sẽ bị những cái bệnh lý như là gì, tiểu não ha, bệnh các cái viêm cái dây thần kinh ha. Rồi khi những cái bệnh lý mà người ta chóng mặt mà người ta than với mình chóng mặt mà tăng lên khi do căng thẳng á ha, thì có khả năng người này bị chóng mặt do tâm lý ha, do tâm lý thì thường gặp là do trầm cảm nè, lo lắng tổng thể hoặc là do đường thuốc ha. Thì nãy nói rồi ha, trong cái rối loạn tiền đình á ha, rối loạn tiền đình thì nó sẽ chia ra là tiền đình ngoại biên hoặc là tiền đình trung ương ha, thì mình sao mình phân biệt được ha, đâu là tiền đình ngoại biên còn đâu là tiền đình trung ương ha. Thì thứ nhất ha, các triệu chứng của cái tổn thương thần kinh trung ương ha, thì tiền đình ngoại biên đây tôi nói là từ cái dây này nè đổ ra nè, thì nó sẽ có gặp được các cái triệu chứng tổn thương của thần kinh nó khác nữa không, giống như trang bị liệt dây bẫy vậy. Bị dây bẫy ngoài biên thường có liên quan đến mấy dây khác không? Không, nó bên ngoài tự dây đi ra mà. Thì thường nếu mà bị tiền đình ngoài biên á là chỉ bị có cái chóng mặt hay không thôi nha. Còn nếu như mà bị tiền đình trung ương á, nó bị ngay nè, thì nó sẽ tổn thương phần thần kinh trung ương luôn nha. Thì thường nó sẽ là cái gì, đau đầu nè, nói khó nè, nhìn đôi nè, lo lắng và tổn thương các dây thần kinh sọ khác ha, ví dụ như là liệt bẫy nè, rồi nói khó ha, nuốt sạc nè, vân vân, có khi là liệt nửa người luôn ha. Như vậy khi mà gặp một bệnh nhân mà người ta vô với mình vừa chóng mặt mà vừa liệt mặt nữa ha, thì coi chừng là người ta bị tổn thương tiền đình trung ương ha. Mà tổn thương tiền đình trung ương như nãy tôi nói thường gặp nhất là các nguyên nhân gì đây, tai mạch máu não nè ha, u não nè, sức huyết nè, nhồi máu nè, vân vân nhé. Cái này mấy chị điều trị được không? Không. Đó nè. Khó, cái này khi người ta đi cấp cứu cái kia xong rồi về nha, bị tai biến này kia về rồi mà vẫn còn chóng mặt á, thì mình điều trị cho người ta nha. Còn mới vô mà người ta bị chóng mặt mà kèm với lại nói khó nha, liệt mặt nữa, liệt tay liệt chân nữa thì thôi thì gấp nha. Nếu mà người ta than với mình vô mà gì có chóng mặt không á nha,
chóng mặt không, mà không có tổn, không có đau đầu, không có nói khó, không có tổn thương các dây thần kinh sọ khác, không có yếu liệt tay chân gì nữa khác, thì mình nghĩ người ta bị, có khả năng người ta bị thì được ngoại biên ha. Tiếp theo ha, đó là cảm giác mất thăng bằng ha, mất thăng bằng ha. Tiền đình ngoại biên thì đi đứng gần như là bình thường ha, còn tiền đình trung ương á thì người ta đi đứng nó không có được vững cái lắm. Khoảng cách giữa các cơn thì hai cái như nhau hết ha. Yếu tố nguy cơ tim mạch ha, thì tăng tiền đình ngoại biên là thường gặp ở mọi lứa tuổi ha, mọi lứa tuổi ha. Còn tiền đình trung ương thì thường gặp ở những người mà có yếu tố nguy cơ tim mạch, bao gồm là gì, hút thuốc lá nè, uống rượu bia nè, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu ha, và đái tháo đường, buồn nôn hoặc nôn ha. Tăng tiền đình ngoại biên á là nó buồn nôn với nôn dữ lắm ha, buồn nôn với nôn dữ lắm. Còn thằng tiền đình trung ương thì có thể có hoặc không. Rồi cái cảm giác mà trời đất nó xoay vòng vòng á, thì thằng tiền đình ngoại biên là nó cảm giác nó xoay vòng vòng, nó chóng mặt, cảm giác triệu chứng nó nặng nề hơn. Còn tiền đình trung ương á thì xoay vòng nhưng mà nó xoay vòng không nhiều. Rồi mất tính giác ha, thì cả hai cái đều có thể là bị kèm với giảm cảm giác ha, giảm cái triệu chứng ở nghe. Vậy thì đôi khi ha, ta vô với mình gì chóng mặt và nôn ói nhiều ha, nhiều khi triệu chứng nó lại không nghiêm trọng bằng cái trường hợp mà chóng mặt ít mà không kèm nó ói ha, thì bị trung ương đương nhiên nó nặng hơn rồi ha, nhưng mà cái triệu chứng nó lại không có rầm rộ bằng cái thằng bị ngoại biên, thấy không? Nghĩa là có thể là người ta vô với mình là cảm giác nó chóng mặt dữ dội ha, chóng mặt dữ dội ha, rồi nôn ói tùm lum hết ha, nhưng mà có khi nó là tiền đình ngoại biên. Còn trường hợp mà người ta chóng mặt nó ít ha, cũng không có nôn ói gì luôn, nhưng mà lại nó là trường hợp này nó lại là nặng ha. Tại trung ương là có thể là tai biến ha, có thể là u não, đương nhiên nó nặng hơn này rồi. Rồi ví dụ như vô thi hỏi, là so sánh đó là tiền đình trung ương và ngoại biên làm được không? Được không? Thì không á. Mới nói rồi. Câu đúng câu đó luôn thầy. Biết câu đó luôn thầy. Nói năm sáu câu chứ lại nói câu nào trong câu đó là kỳ quá. Còn gì thi nữa? Hay là câu nữa. Trời, con này tôi nói thiệt mấy anh chị nhiều khi thi đại học rớt nó chứ thì chứ. Không có nhớ ha, nhiều thi đại học ta không có nhớ đâu. Do đại học cũng học nhiều. Cũng chấp học câu thôi. Rồi, trong cái tiền đình ngoại biên á ha. Trong cái tiền đình ngoại biên thì ba cái bệnh lý người ta thường gặp nhất ha. Đó là BBBV có nghĩa là chóng mặt ngoại biên, tư thế kịch phát lành tính ha. Tên nó dài lắm. Chóng mặt ngoại biên, tư thế kịch phát lành tính. Nghe cái tên là biết là bệnh nó nhẹ rồi. Lành tính. Chóng mặt ngoại biên, tư thế kịch phát lành tính ha. Tại sao tôi lại nói cái bệnh này? Tại vì bệnh này nó hay gặp mà nó dễ trị ha. Thì tại sao gọi là chóng mặt ngoại biên, tư thế kịch phát lành tính ha? Nghe cái tên là biết rồi. Thứ nhất là chóng mặt, thứ nhất là bệnh nhân có chóng mặt ha. Ngoại biên tức là bị ở đâu, tiền đình ngoại biên. Tư thế có nghĩa là cái bệnh này nó liên quan đến tư thế. Khi bệnh nhân người ta thay đổi tư thế, khi người ta đang nằm mà người ta chuyển sang ngồi thì cái triệu chứng nó nặng hơn ha. Kịch phát có nghĩa là cái này nó khởi phát một cách đột ngột và nó cũng hết nhanh luôn ha. Bị nhanh và hết nhanh. Lành tính là sao? Cái này mặc dù cái triệu chứng nó nặng, mình thấy có nghĩa nó chóng mặt dữ dội, nó buồn nôn vậy, nhưng mà bệnh này tôi nói lành tính ha. Nên nó gọi là chóng mặt ngoại biên, tư thế kịch phát lành tính ha. À, triệu chứng thứ nhất là khởi phát đột ngột ha, chóng mặt. Cái triệu chứng á, cái triệu chứng của người ta cảm thấy là nặng ha, như là thấy trời đất trời nó đảo điên, nó quay cuồng dữ dội vậy đó ha. Ha, đây là một trong những cái nguyên nhân mà chóng mặt thường gặp nhất ha, thường gặp nhất rồi ha. Cái cảm giác đó có nghĩa là trời đất nó quay vòng vòng ha, tăng khi thay đổi tư thế ha. Thời gian bị là người ta sẽ bị nhanh lắm ha, nó kéo dài, cái cơn chóng mặt nó kéo dài khoảng 10 đến 20 giây
rất ít khi nó kéo dài đến 90 giây, rất ít khi nó kéo dài đến 90 giây, hiếm khi nào nó bị liên tục lắm, nó bị ngắt quãng. Triệu chứng nghe thính giác thì bình thường, thính giác bình thường. À, nên người ta mới gọi chung là chóng mặt ngoại biên tư thế cực phát thần tính. Thí dụ như tôi vô thi tôi hỏi là mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân triệu chứng là chóng mặt ngoại biên tư thế cực phát thần tính làm không? Học tôi hỏi thí dụ vậy, giờ tôi giảng sao? Tôi thấy mấy chị nắm thì tôi hỏi mấy chị là thi được không, mấy chị đó thi được thì tôi cho ra hả? Hả, được không? Tự nhiên tôi phải tuân bỏ mồm nhiều lên chứ hả? Tôi mấy chị tập trung học chứ. Rồi cái nữa gọi là viêm cái tiền đình ốc tai ha thì cái này nó cũng chóng mặt đồng hồ ha, nhưng mà nó bị khác hơn cái này, cái là cái này nó bị liên tục triệu chứng nó cũng là phòng ốc nó cũng xoay vòng luôn ha, mọi vật xung quanh nó xoay vòng hết, nhưng mà nó nặng lên khi bệnh nhân xoay đầu ha. Hồi nãy là khi ta thay đổi tư thế thì nó nặng lên, còn cái ông này là khi mà xoay qua xoay lại là bắt đầu chóng mặt nó nhiều hơn, khác nhau ha. Cái nữa là cái này nó bị liên tục cái dài thường khoảng 2-3 ngày cho đến 1 tuần luôn ha. Và có nghĩa là bệnh nhân viêm cái tiền đình lỗ tai ha, liên quan đến lỗ tai thì đương nhiên nó làm sao bệnh nhân sẽ bị giảm thính giác ha. Rồi cái nữa là gọi là bệnh Menirer. Thì cái ba triệu chứng kinh điển nhất của Menirer là gì? Chóng mặt, ù tai và mất thính giác ha. Nó khác với này, cái này nó không có ù tai ha, cái này nó có ù tai nhiều ha. Thì bệnh Menirer này á nó cũng chóng mặt ha, và thường nó cũng không liên tục, nó từng cơn vậy đó ha. Trời đất nó cũng xoay vòng ha, trời đất cũng xoay vòng ha. Rồi không có yếu tố làm nặng lên ha, nó cũng đau, thường là kéo dài từ khoảng 20 đến 24 giờ ha. Cái nữa là gì? Bệnh nhân có giảm thính giác và ù tai. Giờ vô thi ha. Kể cái bản này không, hay là thi cũng hỏi một câu thôi, kể cái bản này không ha. Mô tả triệu chứng của ba bệnh lý chóng mặt của ba bệnh lý tiền đình ngoại biên thường gặp, xong một câu 10 điểm. Hoặc là ha, thí dụ như tôi hỏi mấy anh chị bệnh nhân vào vì chóng mặt không liên tục, trời đất xoay vòng ha, cơn kéo dài từ khoảng 20 đến 3 tiếng ha, có kèm giảm thính lực đầu tai, bệnh nhân có thể bị bệnh lý nào sau đây? Menirer, viêm tiền đình ốc tai, hoặc là chóng mặt ngoại biên tư thế cực phát thần tính, hoặc là gì đó chóng mặt tiền đình trung ương. Nói gì? Menirer không? Dễ hiểu không? Dễ tưởng không? Hoặc là chung là cũng chung hỏi, khi mà hỏi mấy chị được cái lúc này là hỏi không phần lúc tôi thi đại học rồi đó ha. Nhưng là hỏi thầy ơi, nhìn lớp này già. Ý là tôi hỏi là mức độ mấy anh chị là cỡ đó, mấy anh chị làm được không nha. Rồi vậy thì giờ nha, rút lại nha, sau cái phần tay rồi đó, khi người ta cho than với mình thì chóng mặt, hỏi người ta coi là sao, trời đất hay là bản thân mình sao xoay vòng, hay là cái gì chưa coi, nó phải là xoay chóng mặt xoay vòng, hay là nó là gì cảm giác như là trời đất tối sầm mình muốn ngất, hoặc là đứng ngồi không vững, ngã nghiêng ha, hay là ngã nghiêng,
hoặc là cảm giác mình như là đầu óc nó lân lân thẩn thẩn trên mây. Nếu như mà người ta thay với mình thì cảm giác trời đất nó xoay vòng gì đó ha, hoặc là bản thân mình xoay vòng thì có nghĩa là mình bị gì, tiền đình. Tiền đình thì nó có hai kiểu là gì, trung ương và ngoại biên. Trung ương ngoại biên cho thẳng các bạn nè, nếu như mà bị ngoại biên thì sao, coi có phải là một trong ba quỷ này không? Xong dễ không? Dễ không? Dễ quá, dễ luôn á. Hả? Lúc nào cũng dễ mà sao cùng thi này kia cái như thầy đang cho đời đề cương đó. Rồi giờ ta thấy mình thì chóng mặt nè, chóng mặt đúng không? Nếu mà ta thang mình là xoay dọc ha, xoay xoay tùm lum á, thì coi ta là bị gì, là bị tiền đình hay con đó. Tiền đình thì coi là bị trung ương hay là gì. Trung ương thì có mấy cái dấu tổn thương khác ha, ví dụ như là gì, gì là khó nói nè ha, rồi gì đi đứng không vững nè, hoặc là có thể kèm liệt tay liệt chân, thấy không? Còn nếu ngoại biên thì nó chỉ có chóng mặt hay không thôi. Và ngoại biên thì coi là một trong ba các nguyên nhân ngoại biên mà thường gặp như là này. Nên cái câu chốt nhất của ngoại biên là hỏi người ta có bị ù tai hay không, có bị điếc hay không. Quan trọng nhất là vô tiền đình. Nếu mà nó có ù, có điếc, có giảm thính lực đó, thì có hai quỷ này. Còn nếu mà nó không có gì hết mà bị cân ngắn thì có khả năng nó bị này, nó bị hàng gì, đọc đúng là cái tên nha. Rồi đó, rồi nếu như mà bị gì, bị cảm giác như là muốn ngất ha, muốn ngất thì những cái bệnh lý gì thường gặp? Mất nước, mất máu, hạ huyết áp tư thế ha, hạ đường. Rồi khi đó mình khám mình đo gì? Đo huyết áp tư thế, thấy không? Chị hỏi là khi hạ tư thế khi nào? A, huyết áp trung thu nhỏ hơn khi đứng, lớn hơn khi nằm, nhỏ hơn khi nằm nhiêu? 20 mét thiên ngân hay là 10 hay là không thay đổi, là được không? Được. Đó, dễ nha. Rồi tiếp tục là cảm giác như người nó ngã nghiêng ha, ngã nghiêng đứng không vững ha, thì thường gặp trong bệnh lý gì? Viêm mấy nhân kinh ha, viêm đa nhân kinh ha, bệnh lý tiểu não ha, rồi thiếu vitamin gì, rồi gì thiếu vitamin nào thì thường nó gây cảm giác lão đảo ngã, ABCD ha, được không? Dễ vậy thôi chứ. Rồi tới qua cái phần học cổ truyền ha. Thì học cổ truyền á, huyễn vận là từ ghép ha, huyễn tức là hoa mắt, vận tức là chóng mặt ha, huyễn vận tức là hoa mắt chóng mặt ha, hoa mắt chóng mặt. Thì nguyên nhân thường gặp nhất ha, các nguyên nhân mà nó gây cái chứng hoa mắt chóng mặt á theo học cổ truyền á, là do thứ nhất là phong, đàm, hư hoặc là ứ. Nó làm cho cái thanh khiếu ha, nó làm cho cái vùng não bộ nó không có được nuôi dưỡng, nó bị tắc trở ha, thì nó sẽ gây cái triệu chứng là hoa mắt chóng mặt. Thì mấy anh chị chỉ cần phân biệt được cái tôi ha, triệu chứng phong nó là gì ha, đàm nó là gì, hư nó là triệu chứng là gì, ứ nó là gì là được nha. Thì cái nguyên nhân bệnh sinh ha, nguyên nhân bệnh sinh, nguyên nhân bệnh sinh, thứ nhất là nguyên nhân ngoại nhân ha, phong hàn, các nguyên nhân ngoại nhân như là phong hàn thấp ha, nó làm tắc trở cái khí huyết của vùng kinh lạc á ha, kinh lạc ở vùng đầu mặt ha, thì nó sẽ gây chóng mặt ha. Nhưng mà nguyên nhân ngoại nhân này thì thường nó hiếm gặp ha, thường là những do cái nguyên nhân mà nó nội thương lâu ngày, nó làm tổn thương cái chức năng tạng phủ ha, thì nó sẽ gây cái khí huyết hoặc là cái vùng não bộ nó được nuôi dưỡng kém, sẽ gây cái triệu chứng là huyễn vận ha. Thì 4-5 cái nguyên nhân thường gặp nhất ha, mà theo học cổ truyền nó gây huyễn vận, thứ nhất là cái chứng là do nguyên nhân là can dương thượng can ha, hoặc là
khí huyết hư ha, thận tinh bất túc là nguyên nhân nằm thấp, hoặc nguyên nhân nữa là huyết ứ. Thì đây là năm cái nguyên nhân thường gặp nhất trong cái chứng huyễn vận. Thì sao để cho mình dễ nhớ ha. Mấy chị học gì mấy chị vẽ sơ đồ ra là nhớ liền. Đây là huyễn vận nè. Thì cái nguyên nhân gì mà nó làm cho ha, khí huyết ha, nó không nuôi dưỡng được cái phần thanh khiếu ha, thanh khiếu hoặc là cái phần não ở vùng đầu ha, thì nó sẽ gây ra cái chứng huyễn vận ha. Mấy chị học cái triệu chứng đau nhất thì nó cũng vậy ha. Vì thì khí huyết mà nó không có nuôi dưỡng được vùng đầu á thì nó sẽ có hai cái. Một là nó đủ. Alo. Alo. Dạ dạ, có gì không anh? Đúng rồi, di chuyển qua bên 115 hoặc là bên Tân Hương được ha, theo đúng tiếng không? Thì đó mình đó nằm trái tuyến ha, nằm trái tuyến. Cái đó thì anh nằm trái tuyến ha. Dạ. Dạ. Dạ dạ, 4:30 nha. Thì khi mình nhớ ha, mình học, nói chung mình học theo cái hệ thống thì nó lúc nào mình nó nhớ hơn là mình học lòng. Thì cái trường hợp nào ha, thì nó có hai cái trường hợp mà nó không nuôi dưỡng được ha. Một là nó đủ nhưng mà nó không đến được ha, như là cái gì nó làm tắt nó lại ha. Thì đương nhiên là nó tắt lại thì nó không nuôi dưỡng được rồi đúng không. Thì những nguyên nhân nào mà nó thường gặp nhất trong cơ thể mình mà nó làm con người mình đủ nhưng mà nó không đến được, thứ nhất là gì? Đạm thấp ha. Thứ hai là gì? Thứ ứ. Còn cái nguyên nhân nữa là gì? Đủ mà nó không đủ, không đến được ha, không có đủ để mà đến ha. Thì là gì? Nó hư. Bệnh lý gì hư? Hư chứng. Hư chứng có nghĩa là nó không đầy đủ. Thì hư có thể là do gì? Ha, khí huyết hư ha. Có thể là khí hư, có thể là huyết hư, hoặc là gì, khí huyết lưỡng hư ha. Hoặc là do gì ha, các cái tạng phủ mà liên quan đến cái chỗ đó nó bị hư ha. Thì như cái thằng gì nó liên quan đến cái não? Thận. Sao thận nó liên quan đến cái não? Thận của lâu tỷ tinh tỷ chứ não là bể của tinh, nó tàn tinh. Thận tàn tinh, tinh sinh tỷ ha. Não là bể của tỷ ha. Đó, nên là khi những trường hợp mà thận tinh ha, bất túc ha, hoặc là thận hư gì đó ha, thì nó sẽ sao? Không sinh tủy được ha. Tủy thì nó không có nuôi dưỡng được gì não được ha, vậy thôi. Bắt đầu mình vô từng thể trước nha. Thận sự bất túc là nó không làm được nhiệm vụ, nó gọi là bất túc. Bất túc có nghĩa là không đầy đủ yeah. Như là hư chứng. Còn can dương dưỡng can mà nó quá này. Có nhưng mà nó quá đúng rồi. Thì về nhà á ha, khẽ ra ha, khẽ ra ha. Thứ nhất là cái chứng can dương thừa can ha, can dương thừa can. Thì đương nhiên cái thằng quỷ nào trong này nó cũng qua mắt chóng mặt hết rồi. Đúng không? Can dương. Đương nhiên cái chuyện chứng chính, chuyện chứng chính nó phải là qua mắt chóng mặt rồi. Chính là qua cái mặt rồi. Nhưng mà cái chứng can như thường can này thì chóng mặt nó khác gì so với mấy thằng khác ha. Tự nhiên nó phải liên đồng ông sư ha, nó sẽ có liên quan đến triệu chứng của tạng can đúng không? Mờ mắt. Vậy thì
nó sẽ tại mình sẽ phân tích là mình lý giải ra tại sao cái chứng can thịt can này nó sẽ gây ra các triệu chứng như là gì, hồi hộp nó trống ngực nè, buồn tai nè, đau đầu mệt mỏi, cấu giận bệnh nặng, người tay chân run, rồi ngủ kém, rồi hay mê, rồi gì tùm lum hết. Thì cái chứng can thịt can này á, hiện ra cái gốc của nó, cái triệu chứng của nó thì là thực chứng, triệu chứng của nó là thực chứng, nhưng mà cái gốc của nó lại là hư chứng. Thì trong bình thường, trong con người mình á là âm dương nó cân bằng ha, âm dương cân bằng ha. Khi có sự mất cân bằng âm dương thì bệnh lý nó sinh ra ha. Thì trong cái bệnh lý mà can dương thượng can này nè, bình thường can á, nó sẽ can thì tính nó gì, tính nó dương mà ha, lúc nào nó cũng phải có cái thằng âm để liễm nó lại ha, giống như nhà phải có nóc vậy đó ha. Nhà phải có nóc vậy đó, lúc nào cái âm nó cũng phải nuôi dưỡng cái thằng can đó ha. Khi vì một cái lý do gì đó nó làm cho cái âm này nó bị mất đi, cái âm này nó bị giảm hoặc là nó bị mất đi, bệnh lâu ngày, tuổi già, hoặc là mất máu, hoặc là ăn uống nhiều cái chất nhiệt quá hay gì đó, nó làm cho phần âm này nó hư, nó không có nuôi dưỡng cái thằng can, thì thằng can này nó bốc lên, nó gây ra cái mất cân bằng âm dương, can dương này nó vượt lên, thì đi lên đâu, đi lên cái đầu chứ nó đi đâu? Thứ nhất ha, cái gốc nó là cái gốc là cái hư ha, có nghĩa là cái phần âm nó không có nuôi dưỡng được cái phần dương ha, phần âm á nó bị hư, nó không có nuôi dưỡng được phần dương, nó làm cho cái can dương nó bốc lên ha. Mình cứ nghĩ trong đầu là lúc nào cái thằng can nó cũng muốn đi lên hết, nhưng mà có thằng âm nó giữ nó lại ha, lúc nào xuống nó cũng đi lên nè, nhưng thằng âm nó dừng lại một ngày đó, cái âm này nó mất đi thì cái dương này nó giọt lên ha. Thì cái gốc là gì? Âm nó bị hư ha. Thì thứ nhất ha, thứ nhất là do cái can dương ha, can dương nó bốc lên ha, can dương hóa phong bốc lên, thì cái triệu chứng mà hóa phong thứ nhất nó là gì? Chóng mặt là đương nhiên là phải có rồi ha. Kèm cái triệu chứng của can phong nó là gì? Rung tay rung chân, cái đầu rắc lư ha, cái đầu rắc lư hoặc là cái tay chân nó rung là triệu chứng đặc trưng nhất của người can phong ha. Rồi can dương nó thịnh ha, sẽ kèm thêm cái gì? Đau đầu, mắt ta kèm đỏ ha, mắt đỏ, can dương nó thịnh mà ha. Rồi can nó chủ về gì? Sơ tiết ha, nên những cái này nó sẽ liên quan đến cái tình trí của người ta ha, tức giận hoặc là nóng giận ha, sẽ làm cho cái bệnh tình của người ta cảm giác nó nặng nề hơn. Và mạch của thằng can dương thượng can này sẽ là mạch gì? Mạch huyền ha, mạch huyền. Vậy thì đặc trưng của cái thằng mà hoa mắt chóng mặt của thằng can dương thượng can nó là gì? Hoa mắt chóng mặt kèm đau đầu nè, rồi gì nữa, chân tay run nè, đúng không? Tay run là viêm của can, mắt đỏ nè, đặc trưng của can dương thịnh. Rồi cái triệu chứng này nó sẽ bị nặng lên khi gì? Bệnh nhân thì sao? Tức giận. Mặt thì là mặt gì? Mặt hiền. Rồi bây giờ ví dụ như cho một tình huống lâm sàng ha, bệnh nhân hoa mắt chóng mặt kèm đau đầu ha, tức giận triệu chứng tăng lên, rồi kèm với chân tay run, khám thấy mặt huyền, chẩn đoán chứng ha. chứng gì chứng là gì? Chứng là triệu chứng ta đánh khá hoa mắt chóng mặt rồi, chứng gì? Chứng hiển vận ha. Chứng gì chứng tạng gì? Nó rõ lên là gì? Can gì? Can mà chị ghi can như thường can cũng được, mà can như sung cũng được ha. Can âm hư được. Dương nhất tại hẳn can dương mà cái gốc là âm hư thôi, nhưng mà biểu hiện này là của can dương ha. Vậy thì phép này của mình là gì? Mình can cái phong chứ gì nữa? Bình can tiếp phong chứ gì nữa? Hoặc là bình can tiền dương ha. Ví dụ như người ta cái gì nè, nó chỉ phải coi mình chẩn đoán thì điều trị nó phải đúng ha. Ví dụ như ở đây là chẩn đoán là can dương thuận can thì phải là cái gì? Bình can. Cái dương ta dọc lên là phải sao? Tìm nó lại, nghĩa là neo nó lại là tiền dương ha. Còn ví dụ người ta nói là can phong mở động thì mới là cái gì? Bình can tiếp phong ha.
dùng từ nó hay. Nó nói với mấy chị nghe khi mấy chị chân khi mấy thì mấy chị phải thuộc mấy này nè. Khi mấy chị chẩn đoán và điều trị nó phải ít nhất phải khớp nha. Ví dụ đại chẩn đoán là can không hoạt động thì phải là bệnh can nó không ha. Còn nếu mà chẩn đoán là can hỏa thượng viên thì là gì? Hoặc là bệnh gan nhát mã cũng được ha. Nói chung là khi mà mình chẩn đoán thì mình phải nó phải tương xứng với cái điều trị ha. Rồi vậy thì bộ huyệt là gì? Thử coi. Can dung. Chứng là chứng huyễn vận ha. Rồi cái can dương thượng can. Tạng, tạng phủ. Nếu mà chị ghi can không thì nó cũng được nhưng mà nó không có rõ ha. Ý là mình phải ghi rõ luôn là có can gì luôn thì tốt ha. Rồi thử cho bộ huyệt coi. Có lẽ là tới khúc thời điểm này rồi là khi có triệu chứng là mấy chị phải ra huyệt luôn. Hả? À thì là người gì? Tại chỗ, tại chỗ cái. Nó bắt đầu. Là gì? Bắt đầu. Bắt đầu gì đó? Ấn được, cái gì đó? Được hả? Tụi nó đã ta qua mắt cái mặt trên đầu thì là cái gì bắt nội cái gì nữa không? Không. Hay chống mặt hay làm gì nữa? Ấn gì thái dương ha? Ấn đường thái dương á. Hả? Được chưa? Hả? Ví dụ như lý giải đây là cái gì? Thì tại chỗ chị gì? Chị hoa mắt chống mặt. Rồi bây giờ can dương xung nè, bình can tiền dương, rồi thì gì? Can dương, can dương cũng được. Tại vì sao? Tại vì sao can dương được? Tại vì cái bệnh này cái gốc nó là cái gì? Âm nó hư, thì mình bổ can âm cũng được. Bản gì? Can dương cũng được. Gì nữa? Nhưng mà cái này nó rồi, ta vô với mình thì qua mắt chóng mặt trước. Thì cái mình đây là trị cấp mà có nghĩa là mình trị cái phần ngọn trước ha. Ngọn trước là mình dẹp cho người ta cái chóng mặt trước ha. Dẹp cho người ta cái chóng mặt trước ha. Mình chấm gì tiếp? Bình can, huyết phong ha. Mình đi. Thái xung hả? Cái gì nữa? Học cấp cái làm gì? Dựng đậu ha. Sao chẳng đậu quang nè? À, đúng rồi đó. Tại vì sao? Cái bệnh lý này tức giận hoặc là nóng giận thì cái triệu chứng nó sẽ tăng lên. Rồi kèm cái nữa là cái gì? Khi mà cái can dương này á nó bốc lên như này nó sẽ làm nhiễu tâm, nó sẽ làm bệnh nhân bứt rứt, bồn tròn, khó ngủ. Nên mình chăm nội quan, nó dùng là an thần. Đúng chưa? Thì nó đủ rồi đó nha. Ủa không thêm gì nữa? Can vô qua đi gì nữa? Tạm giao hả? Nói chung mình bổ can du với tam giao là đủ rồi. Nhưng mà tại vì sao? Ta chống mặt người ta nằm từ khi qua đủ được ha. Thôi can du mình bỏ cũng được ha. Còn lại gì? Tam giao ha. Có thể bỏ được ha. Mình viết vô cũng được ha. Vậy thì cái bộ huyệt của mình sẽ gọi là gì? Bách hội tứ đường thông, ấn đường thái dương là cái huyệt tại chỗ để cái gì? Thì bắt đầu là cái mặt ha.
Rồi. Thái xung là tả can ha. Rồi nhìn nội quan tác dụng là gì? An thần hả? An thần định tâm đó hả? Rồi tam giao làm gì? Ngũ âm hả? Thì cái gốc của này như nãy tôi nói là cái gốc nó vẫn là cái hư là cái gốc hả? Quan trọng là mình trị cái ngọn nha, rồi mình kẹp cái phần gốc nó vẫn được. Có thể học gốc thêm cũng được ha, chị cũng đồng mạch ha. Được không? Có gì khó khăn không? Hả? Được không? Thôi lúc nào cũng được hết mà, cái đầu tới cái miệng cái đầu lại cứ nhớ lúc đầu ha. Cứ nói rồi hãy vô bất kỳ cái bệnh gì cũng vậy, quan trọng là cái việc điều trị triệu chứng là trước ha. Cái gì điều trị triệu chứng là chứ một là cái việc đó đương nhiên là nó phải nằm tại chỗ rồi ha, đã nằm tại chỗ trước rồi. Cũng giống như là mình bị đau thì vô thì ông sẽ cho mình viên giảm đau trước, rồi sau đó thầy ông mới tìm nguyên nhân ha. Tìm nguyên nhân cái vô mình tự nhiên mình cứ ngồi mình lo mình kiếm cái việc để trị cái thể đó chi cho nó mệt ha, mình trị cái triệu chứng đó trước thì bằng mấy cái việc tại chỗ chứ ha. Rồi ha, ba nè, đặt trọng nè. Thì cái triệu chứng chóng mặt của thằng Can Duy Xuân nó là gì nhớ không? Can Duy Thằng Can là gì nhớ chưa? Thằng nào cũng đau đầu cái mặt rồi. Thì mình cứ nhớ ha, Can Duy Thằng Can thì nó sẽ là gì? Can Duy Hóa Phong thứ nhất là gì? Đau đầu chóng mặt kèm gì? Chân tay rung, ha. Đầu rung lắc ha. Can Duy Thịnh thì sao? Mắt đỏ ha. Can Duy Chủ Sơ Tiết thì sẽ là sao? Tức giận ha. Bệnh lý nặng lên khi tức giận à. Rồi bạch gì? Bạch huyệt. Rồi phép trị là gì? Bình can, tìm dương. Dương. Rồi bộ huyệt đầu tiên là gì? Cái huyệt điều trị chóng mặt trước là gì? Bạch hội. Bạch hội tứ thần thông ấn đường ha. Thấy dương này kia vậy đó. Rồi tính theo là cái huyệt để tác dụng là bình can ha, thái xung ha, nội quan, tam giao ha. Tìm dương, tìm dương. Bình can tìm dương ha. Cái từ tiếng Anh đó là cái anchor đó, nghĩa là cái neo á. Mỏ neo á, cái dịch cái trong mấy cái bài mà nó dịch cái chứng mà can dương thượng can á là nó sẽ là anchor cái liver, cái từ tiếng Anh liver như là can á, nó dịch là neo nó lại nghe không? Ừ, can là... Anh con như là cái neo, thằng can đang dương lên mà, đang bốc lên thì nó phải dùng cái gọi là cái neo để nó giữ nó lại nghe không? Để đừng bốc lên, ha? Thì nó dịch này, thì tôi nghĩ cái từ tìm là nó từ chính xác, tìm là giữ nó lại, hả? Ừ, nhưng mà từ tiếng Hán nó đọc hay nó đọc là tìm. Mình dịch tìm á hả? Tìm. Như là neo xuống á. Theo là thể đàm rọc ha. Đàm chọc hay đàm thấp cũng được ha. Thì hằng này nó cũng là gì? Qua mắt chóng mặt ha. Nào cũng qua mắt chóng mặt hết. Nhưng mà do ha. Đàm thì nó có tác dụng nó có cái hậu quả là nó gây tắc rỡ ha, nó gây tắc rỡ thì nó sẽ tắc rỡ những vùng thanh khiếu vùng đầu nên bệnh nhân sẽ có cảm giác. Thằng gan nhân xung thì là đau đầu, còn thằng này nó là gì? Nặng đầu ha. Đầu có cảm giác nó nặng nề ha, nó nặng nề. Chân tay cũng có thể cảm giác nó nặng nề ha. Nó bít tắc mà ha, bít tắc mà. Tính chất của đàm cũng thấp mà nó sao nó nặng nề, tắc rỡ. Ha. Rồi cái nữa đàm nó sẽ gây ứ trệ đâu ha. Đàm thấp thì sao khốn tiền ha. Nhớ đó, đàm thấp khốn tiền thì nó sẽ sao
nó làm cho cái công năng của tỳ vị nó bị trở trệ ha. Bệnh nhân sẽ có cảm giác là gì? Đầy bụng, ăn uống khó tiêu ha, nôn ra nhiều đờm dãi ha. Mạch của hình đờm nó là mạch gì? Mạch mạc ha. Nó khác gì mấy người kia, nó khác cái đau đầu của người can như thượng can không? Đau đầu nhưng mà kèm gì? Nói gì? Chóng mặt nhưng mà kèm gì? Nặng đầu ha. Tay chân có thể làm nặng nề. Rồi đàm thấp nó sẽ làm ảnh hưởng đến công năng của tỳ vị, nên sao? Ăn uống đầy bụng, khó tiêu ha. Buồn nôn không? Có thể nôn ra nhiều đầm nhất. Mặt thì mặt gì? Mặt mạc ha. Rồi phép trị là gì? Hóa đàm trừ thấp, kiện tỳ hòa bị cũng được ha. Được không? Mấy chị phải dùng từ cho đúng ha. Hóa đàm có nghĩa là cái đàm nó thành cái cục này. Hóa đàm có nghĩa là làm cho nó lỏng ra ha. Nó lỏng ra, nó đi. Còn cái thấp là phải là trừ thấp ha. Còn tỳ á là không có ai nói là bổ tỳ hết, mà nó là kiện tỳ, có nghĩa là làm cho nó mạnh lên ha. Còn cái vị nó gọi là hòa vị, có nghĩa là điều hòa nó lại, chứ không ai nói là bổ vị hay là không ai nói là tả vị hay là mỗi một cái tạng nó sẽ là một cái từ riêng. Tỳ là không ai nói bổ tỳ, mà người ta gọi là kiện tỳ, có nghĩa là bình thường nó vậy rồi, củng cố cho nó mạnh lên. Hòa vị tức là điều hòa lại chức năng của một vị. Còn ví dụ như thành phế thì sẽ là gì? Thành bổ phế nè, thanh phế nè, còn là gì? Nhuận phế. Rồi thì bổ huyệt của mình sẽ là gì? Thử coi. Bộ huyệt là gì? Tại chỗ trước là gì? Thì cũng mấy cái huyệt chị chóng mặt đó ha. Rồi kiện tỳ hòa vị, hóa đàm trị thấp, rồi gồm những gì? Kiện tỳ là xúc tâm lý. Ở gì mà? Hòa vị là chi sư. Bữa giờ có học cái thể nào mà đạp thấp của mấy cái bài kia chưa? Đâu mở bữa giờ học bài gì này? Bài nào tôi nghĩ nó phải có cái thể đàm thấp chứ sao không có được. Chưa học bài có thể. Vì như vậy nó cũng có thể đàm thấp không hả? Bữa giờ mấy anh chị học bài gì đây? Rồi hóa đàm chuyện thấp thì dùng bài gì?
Hóa làm mình thấp gọt mấy cái gì ha, nhất là gì? Âm lăng nè. Thôi gì nữa, phong long nè ha. Rồi mấy cái vị có tác dụng là kiện tỳ ha. Kiện tỳ mà vị là gì? Lương khâu nè ha. Có tâm lý nè. Thái mạch con tôm nè ha. Rồi ví dụ như người ta có triệu chứng ở tiêu hóa thì mình đầy bụng, chứng bụng buồn nôn thì mình chăm thêm gì nữa? Đảm dùng sâu quản. Trung quản, thiên su, ha, khí hải, quan nguyên đều được hết ha. Ví dụ như bệnh nhân có những cái triệu chứng đó thì mình chăm thêm, còn nếu mà ta không có triệu chứng ở tiêu hóa thì thôi ha. Âm lăng không long là gì ha? Hóa đạm chịu thấp ha. Lương khâu túc tâm lý thái mạch không tôn là gì? Chuyện tiền mà bị ha. Lương khâu túc tâm lý ha, thái mạch không tôn. Rồi đến thể khí huyết lưỡng hư ha. Khí huyết lưỡng hư cũng đau, cũng hoa mắt chóng mặt luôn ha, hoa mắt chóng mặt. Rồi nhưng mà nguyên nhân này lại do gì? Khí huyết nó không có nuôi dưỡng được vùng vùng đầu ha. À, khí huyết nó không thấy, nó không có nuôi dưỡng được vùng đầu ha. Nó không có nuôi dưỡng được tay chân và vùng da ha. Nên là sẽ được có biểu hiện là gì đó, ngoài hoa mắt chóng mặt ra là còn có gì nữa? Mặt nhợt ha, tay chân nhợt ha. Nhưng mà sắc nhợt á ha, sắc nhợt. Rồi cái khí huyết nó không có nuôi dưỡng được đầy đủ, nó không nuôi dưỡng được tâm thì sẽ có biểu hiện là gì? Ngồi họp ha, đánh trống ngực ha, mất ngủ ha. Rồi khí huyết không đủ như vậy ha thì mình làm việc nhiều này kia sẽ có triệu chứng là gì? Mệt nặng hơn ha. Triệu chứng hoa mắt chóng mặt nó cũng sẽ bị sao nặng lên ha. Triệu chứng sẽ tăng khi làm việc ha. Mặt thì sẽ mặt gì? Mặt trầm ha. Nhiều khi vô lực luôn á ha. Rồi khép chị là gì? Khí bổ huyết hả? Đem một khí bổ huyết này mình xài bài thuốc lẹ hơn ha. Châm nó châm thế ở nào mới bổ khí huyết nổi ha. Nhưng mà thôi cũng châm cũng được ha. Bây giờ đang chống mặt mà bắt chân đó, đúng rồi đó, bắt chân thang hoặc là quy tỳ thang cũng được, hoặc là thập tàng lại bổ cũng được, ba bài đó ha. Rồi thì chấm gì? Chấm gì? Hả? Ba thằng mà bổ khí là gì? Bể của khí là cửa của khí. Khí hải là gì hả? Tâm lý ha. Rồi cái huyệt gì có tác dụng bổ huyết? Thiệt ra không có cái huyệt gì nó bổ huyết đâu nha. Nó chỉ là cái huyệt nó có tác dụng là gì? Lý huyết thôi, nó làm cho cái huyết nó vận hành thì nó sẽ là sinh huyết thôi, thì là gì? Cách du hoặc là huyết hải thôi. Mà thôi huyết hải thôi nha, thì cách du nằm ở lưng rồi. Có thể thêm cái thằng gì? Túc tâm lý, ủa thằng tam gia cũng được ha.
mà chăm này mấy chị chăm mổ ra nghe chứ đừng chăm tả nghe. Tại vì khí huyết hư này rồi á, mấy chị chăm tả là nó sẽ làm cho khí huyết nó tổn thương nhiều hơn đó. Này chăm cứu bổ thôi. Được không? Rồi ví dụ bây giờ vô thi à, vô thi à, hỏi là bệnh nhân à, nữ ha, nhập viện vì hoa mắt chóng mặt ha, sắc mặt nhợt, tay chân nhợt ha, tay chân lạnh, hồi hộp đến trong ngực, đêm à, khó ngủ ha, kèm cảm giác hồi hộp đến trong ngực ha, lưỡi nhợt ha, mạch trầm. Rồi chẩn đoán ha, chẩn đoán à, bệnh nhân này thuộc thể gì trong chứng nguyên vật? A can nhiễm sung, B can nhiễm hư, D đàm thấp, E à, gì đó à, khí huyết tổn thương, chọn gì? Được không trời? Được không? Mới học xong là được. Không mà tôi thấy nó dễ vậy luôn mà hả? Có triệu chứng là nó dễ vậy luôn á. Hoặc là đối với bệnh nhân như vậy, công thức việc nào sau đây là phù hợp với bệnh nhân trên? Rồi là tôi cũng cho là bách hội, tứ thần thông, mà thái dương gì đó, là nói chung là ABCD đều có nghiệp đó rồi. Như con A thì nó thêm là thái xung nội quan. Cô B là nó thêm là thức tâm lý, à, âm lăng phong long. Cô D đó là à, thức tâm lý khí hải quan nguyên, à, đảng trung. Rồi còn con E nó là à, tâm du hay là gì đó, thì chọn cái gì? Không, tôi nói ví dụ đó thì chọn gì? Cái câu mà nó có gì ba cái khí đó hả? Thúc tâm lý, khí hải, quan nguyên ha. Hả? Hả? Được không? Tình huống như vậy thì làm được không? À, tôi cho ví dụ lại cái nữa nè. Thử coi làm sao ha. Ví dụ bệnh nhân đó là chóng mặt đi, cái gì bệnh nhân đó là đau cổ gáy đi. À, đau cổ gáy. À, đau cổ gáy nhưng mà đau cổ gáy dễ quá. Đấy, quên. Đấy, ủa đau đầu nữa tôi dạy luôn nè. Ví dụ như đau đầu đi, ở tăng khi gặp lạnh ha. Rồi à, kèm cảm giác sợ gió sợ lạnh ha. Sợ gió sợ lạnh. À, lưỡi trắng mà hữu lực, phù hữu lực. Thì à, thể gì hả? Thể gì? Phong hàn, phong nhiệt, phong thấp hay là thứ ứng? Phong hàn. Hàn đó, quá dễ ha. Chung là tôi thấy sẽ cho đúng như triệu chứng kinh điển chứ không cho lấp liếm đâu ha. Rồi, hoặc là đối với bệnh nhân trên thì công thức huyệt nào sau đây là phù hợp? Ha. Tại cũng bắt hỏi tứ thông rồi đó, là mấy cái huyệt chị đó rồi ha. Rồi, con A là gì? Hàm cốc, ngoại quan, điệt huyết, đại trì, phong trì. Cô B, à, thái xung, thần môn, tam giao. Ha. Cô B, à, khúc trì, kiên tĩnh, kiên ngung. Ha. Cô D là à, phong long, âm lăng, tam giao, gì đại khái gì đó. Chọn cái gì? C. Gì? Đừng nói thêm phong hàng thì phải là sơ phong tác hàng dữ liệu chứ thì là gì? Thì là gì? Hợp cốc, ngoại quan, tam giao, hợp cốc, ngoại quan, liệt huyết, phong trì chứ gì nữa? Hoa, chứ gì tôi đọc con A rõ, gì nó có gì chứ chứ thế nào, được không? Được. Chấp nhận cuộc chơi ha. Rồi bây giờ vậy thì bây giờ là mấy cái bài giảng là gom lại cho tôi ha. Để tôi coi thầy cô giảng sao để tôi cho đề nó giống vậy. Cho đề theo của tôi nha. Không cho slide. Nói chung là mấy bài này nha. Thì đương nhiên là mấy cái bài mà muốn hành trì tôi cũng cho rồi nha. Đa số cho cái thi là mấy bài thầy giảng hay rồi. Không cho cái nào luôn hả? Thôi thì tôi giảng thôi, mấy chị đừng nhớ đi. Không, cái slide mình giảng
rồi. À đấy giờ gửi liền nha. Rồi. Thầy cuối rồi. Thầy cuối. Cuối cùng là cái thể can thận âm hư nha. Rồi thử mô tả cái triệu chứng này coi. Nó cụm lại gì qua mắt chóng mặt ha. Can thận âm hư ha, thì có hai cái là phần can âm và phần thận âm nó hư ha. Thận âm hư thì nó sẽ có biểu hiện là gì? Nói chung là mình phải học từ trên tới dưới ha. Thận thay khiếu ra tai là sẽ có gì ụ tai nghe kém nè. Mắt là cuốn can rồi. Nói gì nữa? Thận chủ cốt tủy ha. Thận chủ cốt tủy nên sẽ là cái gì? Đau lưng, đau gối ha. Rồi thận tàn tinh thì sẽ có biểu hiện là gì? Di tinh ha. Rồi thận nó chủ cái gì nữa? Chủ thủy ha, điện âm âm gì đó nên là sẽ có như sao? Chủ đêm ha, hoặc là kiểu khó cầm ha. Rồi can âm hư nó sẽ biểu hiện là gì? Mắt mờ ha, mắt mờ khô ha. Rồi tính tình thì dễ cáu gắt ha, tính tình dễ cáu gắt ha. Rồi gì nữa? Có thể là can âm hư thì sao? Cái chức năng tàn huyết nó sẽ giảm, nó càng trọng khó vào giấc ngủ ha. Rồi triệu chứng của âm hư nó là gì? Âm hư sinh động nhiệt nên sẽ có gì? Ngủ đông truyền nhiệt ha. Rồi lưỡi đỏ hết rêu ha. Mặt sao? Mặt của hư thì là gì? Chắc chắn là phải chậm rồi. Chậm sát. Chậm sát. Đó. Rồi như vậy thì phép trị của mình là gì? Mình can thận âm. Tìm dương. Nói ta cho có thể là can thận âm hư rồi thì làm gì? Ủa can thận âm chứ làm gì? Khi mà hay là chơi kiểu là tôi cho triệu chứng vậy ha. Câu số 1. Chẩn đoán nào thể nào phù hợp với trên ha, đánh cái. Rồi câu số 2. Pháp trị nào phù hợp với cái trên ha. Câu số 3. Phương huyệt phù hợp với cái trên ABCD. Sai một cái là đi luôn ha. Nguy hiểm luôn. Thầy em đề nghị thầy soạn dùng cho tụi em cả chục câu trắc nghiệm một bài như thầy nãy giờ thầy nói đó. Không, tôi nói thì chuyện nhớ chứ cho gì được. Tôi nói chuyện nghe thường tôi thi nó đau đớn lắm ha. Cũng như là thi thi vậy ha. Rồi bắt đầu đi một lần là đi 5 câu ha. Nhưng mà tôi sẽ cho mấy chị đơn giản, đừng lo ha. Rồi bây giờ bổ cái thằng âm thầy gì ha. Giờ bổ thận nước nào là cái gì? Giờ tới đây rồi mà không có còn phải dở sách gì nữa hết. Thận nhiều. Rồi gì nữa? Bổ thận thủy nó có gì? Thái khê phi dương cái gì? Có lập. Rồi. Bổ can âm thì có gì? Can du rồi gì nữa? Sự tạm giao hả? Nếu mà cái tình trí người ta mà nó hơi tức giận nhiều thì mình sẽ thêm gì thái xung nội quan vô hả? Còn có không? Rồi được không? Thầy cho hỏi thêm cái thận âm hư với thận dương hư, hai cái thận âm thận dương nó có cái điều triệu chứng nào đặc thù để phân biệt không? Đơn giản nhất thằng có thằng nào nóng nào lạnh thôi. Dương thì thường nó có biểu hiện là nó có phần
tiêu lỏng nữa ha. Thì thận dịch thư thì nặng hơn là những thằng đã. Còn cái hai thằng thường là gặp nhất là cái thằng nóng với thằng lạnh. Bộ này cái bộ thằng vô hay với cái bộ thằng ăn thằng trong giống nhau. Câm nó cũng tương đối giống nhau nhưng mà thằng cú thằng điện. Còn là thằng cú cũng thằng không cú. Thằng dương thì mình nên cú. Hay có trường hợp nào mà bệnh nhân nào mà cả thằng âm lẫn dương thì phương? Không, thường nó cái âm nó hư xong rồi nó chuyển qua dương. Thường là cái âm là ở gốc trước. Nó chuyển qua cái dương. Còn cái âm dương mà nhiều khi nó thác tạp như vậy thường là thận khí. À, thận khí. Rồi bây giờ rút lại ha. Rút lại là cái gì? Quan trọng nhất của mấy anh chị khi học ở mấy cái lớp này là cái gì? Quan trọng nhất của mấy anh chị khi ra được cái lớp tốt nghiệp cái lớp này là mình ngó lại ha, mình ngó lại tất cả các bài giảng ha, bài giảng. Chung thi thì nó cũng là phần nhỏ thôi. Quan trọng là cái gì? Một cái đối với một cái bài cái chứng mà mình học á, quan trọng nhất là cái gì? Cái triệu chứng đó nó có đe dọa tính mạng của mình hay không? Nếu không có mình mới làm tiếp ha. Vẫn là cái tiên quyết nhất. Rồi. Nếu như vậy học hiện tại cái gì mơ hồ gì cũng sao hết, quan trọng là mình loại trừ được cái nguy hiểm nhất cho người ta thôi là được rồi. Còn cái học hiện đại thì mấy anh chị có thể nắm cũng được mà không nắm cũng không sao. Rồi cái phần đi học cổ truyền thì mấy anh chị phải nắm được mấy cái thể, cái triệu chứng đặc trưng của mấy cái thể và cách chăm, pháp trị và cách chăm của mấy cái thể là được ha. Đó là cái yêu cầu mà tối thiểu khi mấy anh chị ra được cái lớp này với tôi ha. Đúng không? Được không? Ôn lại cho thầy. Vậy bây giờ thầy cho ôn lại mấy các thể với lại một số quyền đặc trưng của các cái nào cần thiết thầy cứ cho ôn lại cho thầy. Thì sẽ có bài ông tập mà. Dạ. Có phần thứ năm phần sau là ông tập mà. Lúc đầu tôi cho mấy chị là thi cái gì vậy, thi viết, nhưng mà mấy chị cũng trắc nghiệm thì tôi về tôi mới có ra tôi mới suy nghĩ. Nhưng mà ôm sao con mũi rồi thầy? Mũi thì nãy giờ đọc rồi đó là thi nó sẽ cái kiểu nó nắng ná như vậy đó ha. Nó là quần mấy chỗ nãy giờ. Thì nó sẽ có nghĩa là cái hình thức thi là nó sẽ giống vậy đó. Vậy nè, hoặc là ví dụ như tôi hỏi, ví dụ như hỏi con này mới gọi là hạng khó nè. Như thể nào sau đây không thường gặp trong huyễn vự ha. À, cây nhân sung nè, cây thần âm hư nè, đàm thấp nè, rồi cái gì đó phép hưng, ví dụ vậy đi, thí dụ vậy là được không? Được chắc không đó? Mới học thì được. Hỏi xui thì đó, rồi thí dụ như là à, trong trong châm cứu điều trị huyễn vận đi, huyễn vận thể thận âm hư thì cách chọn huyệt thái khê phi dương là theo nguyên tắc gì? Không thì ví dụ là tôi sẽ cho là a thị, b là bổ âm, t là bổ thận âm, e là gì đó điều trị triệu chứng thì chọn gì? À thì đó, đúng chứ không phân được vậy chứ. Chứ lẽ không biết được cái nguyên tắc chọn huyệt nó theo gì? Hay là muốn hỏi khó hơn là nó theo nguyên tắc gì? A ngũ du B ấy thì gì? Không phải có mấy câu đó chứ. Cũng phải có một hai câu nó nâng cao để coi người nào xuất sắc nhất hả? Được không? Nói chung phải ít thôi, mấy câu mà nâng cao là ít thôi nha. Câu nâng cao nhìn nó lại nghe thầy. Tại đây tôi hỏi ví dụ nè. Ví dụ như là gì
Bệnh lý nào sau đây không được gọi là đột quỵ hay tai biến mạch não? A. Nhồi máu não. B. Xuất huyết não. C. Cơn nhiễm mạch não thoáng qua. E. Tai biến u não. C. U não. Hả? U não. U não ha, u não ha. Đã nói rồi, nhớ chưa? Con dù con này là hơi khó đó. Hả? Rồi ha. Rồi à. Ví dụ như là thì không, tôi thấy ví dụ như một hai câu lắm, ví dụ như là có cần học lại đường kinh không hả? Đường kinh hả? Thầy cứ hỏi à, ví dụ như hỏi cái câu về lý thuyết nè à. Nguyên huyệt của đường kinh thận là à, ví dụ thấy mạch, thấy kê, thấy sung à. Không, đương nhiên là tôi sẽ hỏi mấy cái đường kinh mà tôi hay nói hay gặp chứ. Không lẽ là tôi hỏi mấy cái đường kinh nó khó hả? Hoặc là tôi hỏi là ví dụ như là theo phân loại ngũ du ha, theo phân loại ngũ du, mộc huyệt của tạng can là hả? Được không? Phải nhớ cái này. Cái này phải học chứ, cái này là tối thiểu mà. Chứ học mày cái gì cũng cũng lắc đầu hết là sao? Phải học em. À, bây giờ là xét là bắt đầu là sẽ là bắt đầu bây giờ là mấy anh chị về học trước cho tôi ha. Thứ nhất à, giờ tôi nhớ được cái đâu là tôi sẽ hỏi mấy chị đó. Nhưng mà nói trước rồi nghe thì rớt là không có. Rồi thứ nhất là cái về mấy chị học cho tôi coi là cái tên của mấy cái đường kinh ha. Ví dụ như là sẽ có một câu ha, chắc chắn sẽ có một câu ha. Mấy chị ghi đi, mấy chị về mấy chị đánh lại cho tôi là để tôi biết đường mà tôi cho. Tên gọi chính xác, ví dụ như tôi hỏi là tên gọi chính xác của đường kinh bàng quang là à, ví dụ vậy đó. Để chi mấy anh chị phải có phải biết được 12 đường kinh nó tên gọi nó chính xác à, học đó trong cuốn trung cấp rồi mà đi ra đường người ta hỏi em đường là chết tôi ha, là chết tôi ha. Được không? Được. Rồi đó là thứ nhất ha, đó là cái phần là cái câu thuộc về cái phần ôn tập của các đường kinh ha. Rồi hoặc là à, hoặc là nói chung là cái câu sẽ có một cái câu nó hỏi tổng quát gì đó. Ví dụ như là có bao nhiêu đường kinh vậy, như đường kinh chính hay là đường kinh bắt mạch gì đó ha, thì đại khái là chung hoặc là tên gọi ha. Câu đầu tiên sẽ có một cái câu nó về như vậy ha. Ví dụ như là đốc mạch thuộc về cái gì ha, kinh cân thì kinh đốc mạch hay là 12 kinh chính hay là gì đó, được không? Nó là kinh đốc mạch. Đó là kinh đốc mạch cái gì nữa? 12 kinh chính hoặc là kinh đốc mạch hoặc là kinh cân hay là kinh biệt, hay chủ tôi hỏi vậy đó. Thầy hỏi dễ nhất là có bao nhiêu đường kinh tay, đường kinh chân. Không, hỏi gì dễ quá. Rồi sẽ có một cái câu hỏi về lộ trình đi của một đường, của một cái đường kinh. Thầy nó thầy cấp có thầy nó xuất phát từ đâu dưới đi lên thầy. Thầy đi đương nhiên mà chị phải biết cái mấy này là cái hỏi ông đặt. Thí dụ như tôi hỏi là đường kinh bàng quang thì thường nó sẽ đi ở mặt não của thể à, mặt lưng hay mặt trước hay là mặt ngoài hay là mặt trong hả? Cái câu này mới chỉ làm được hả? Cái này thuộc về cái gì cơ bản ha? Cơ bản không học cũng làm được ha? Nhưng mà không làm được là rớt ha? Đúng không? Đương nhiên là tôi sẽ hỏi mấy cái đường kinh nó thường gặp ha, đường kinh nó hai đường kinh chính mà không lẽ không biết đường kinh nào đó thì rồi nói chung là sẽ có một câu về cái đường kinh ha, có thể là tên gọi hoặc là cái vị trí của nó ha. Kinh cân như kinh chính rồi, hỏi chi nữa ha.
Rồi. Rồi cái câu số 2 là sẽ có khoảng cái từ từ 2 đến 3 câu hỏi về cái để nhắc lại cho mấy anh chị về cái vị trí một số huyệt được gặp ha. Nói chung là gọi về huyệt đó ha. Thí dụ như ha, tôi chả hỏi mấy chị bao giờ, thì chỉ biết cái huyệt giống như là ví dụ như là kỳ môn hay là chương môn chỉ cho nó nhức đầu ha. Nhưng mà mấy cái huyệt cơ bản là phải biết. Ví dụ như là mấy chị học học lớp chăm cứu sơ cấp quên hả? Sao tốt nghiệp lớp chăm cứu sơ cấp này? Tôi lại lấy lại. Thì giờ phải học lại chứ. Thì chúng cho đề cương rồi mấy con. Ví dụ như tôi hỏi là huyệt. À, ví dụ nó hỏi nè. Không, tôi coi là mấy cái huyệt thì nó hay gặp chứ. Thường gặp là dễ biết là ấn đường nằm ở đâu là dễ. À, nói chung là đại khái là con huyệt là sẽ là cái huyệt đó thường gặp ha. Tuy nhiên là mấy chị sẽ làm được thôi. Rồi một cái nữa là cái huyệt đó là nó sẽ là theo cái ngũ du hay là theo cái bát mạch dầu huyệt theo lục tổng huyệt đó thì nó sẽ là là theo cái nguyên tắc huyệt đó là cái thuộc cái thể gì ha. Thí dụ như tôi hỏi là hội của cân là huyệt gì, âm lăng dương lăng nguyễn cốt chi chính ngoại quan thì là huyệt gì, dương lăng. Hội của mạch là gì, thái nguyên hả, loại được không? Cái này không được là rớt ha. Rồi theo luật tổng huyệt thì huyệt để trị vùng bụng dưới là được không? Phải có cái câu này ha, chắc chắn là phải có hả, tại vì cứ làm cái phần như nó trọng quyền mà, đúng không, hợp lý không? Được chưa anh thầy là tới đây được chưa? Thầy hả? Cái hôm đi thi mình được mang hai cái này luôn đó thầy. Hoặc là ha, nói chung là mấy cái kích huyệt này kia thì tôi sẽ tại vì kích huyệt hết khi nào học lắm thì tôi sẽ đương nhiên là tôi sẽ hỏi ha, nhưng mà phải học đi ha, đi học chung. Hoặc là ví dụ như là theo cái ngũ du mà của mấy thằng phủ thì ít khi nào tôi cho ngũ du của mấy thằng phủ, có bao giờ tôi nói đâu mà tôi cho mấy vậy chứ ha. Ví dụ như là ngũ du mà của mấy tạng mà hay gặp, ví dụ như là của can tâm nè, thận nè, phế nè hả, thì là hay gặp thì mình xài. Còn bằng quan với lại vị với lại đại trường có bao giờ tôi nói đâu mình học kia hả. Thì ví dụ như mà trong cái ngũ du đó thì tôi cũng chỉ hỏi là một hai cái cơ bản dễ nhất thôi, ví dụ như là mộc can chả bao giờ ai hỏi thủy với lại kim của can nó làm gì, can là mình nhớ can nó là gì, can là đương nhiên là phải là mộc, còn tâm là phải là gì, hỏa hỏa tỳ phải là gì, thổ thổ thận phải là gì, thủy phế là gì, ít nhất mình cũng phải biết được cái đó ha. Thí dụ như là tôi hỏi là theo ngũ du ha, theo phân loại của dung thì kim huyệt kim của phế là gì nhá, đương nhiên phải biết chứ. Chứ tôi bây giờ tôi hỏi thủy của phế chị cho nó bị có bao giờ mình xài đâu nhá. Dạ em nghe đạo rồi, dạ có đây, nó xuống là gặp anh thủy lấy, dạ xuống không xuống gặp anh thủy lấy, anh xuống gặp anh thủy, dạ nghe đạo anh thủy nó có đây. Có rồi anh nói nó gặp anh Thủy á. Dạ. Được không? Ví dụ là huỳnh hỏa huyệt của Tạng Tâm là á. Rồi cái ví dụ như là thì nói về mấy cái huyệt đó thì mấy chị biết là ví dụ như là tôi hỏi là theo luật tổng huyệt thì hợp cốc có tác dụng gì đó. Được thầy qua gọi là được luôn chứ.
không, cái đó không được mơ hồ ha. Đó. Nói chung là nãy giờ là nó khoảng được 10 tới khoảng 10 câu ha. 10 câu kiểu kiểu như vậy ha. Nghĩa là về tên kênh nè. Cái đường đi lộ trình cơ bản nè. Vị trí huyệt cơ bản nè và cái chức năng của cái huyệt đó là mình phải theo theo cái gì đó. Theo cái nguyên tắc chọn huyệt rồi mình sẽ biết ha. Được không? Rồi ví dụ như hỏi là huyệt huyền chung ha, ví dụ như huyệt huyền chung đi ha. Thì theo nguyên tắc gì đó bát mạch nhau huyệt thì là hội của gì ha, khí tỷ gì đó ha. Đại trữ ha, ví dụ gì đó ha. Thì nói chung hỏi xuôi hỏi ngược cũng phải có một hai câu ha. Rồi về nhà học như đây trước đi. Thầy ơi, kết thúc khóa rồi có cho nghỉ luôn rồi mới thi không? Trời trời chắc cho mấy chị nghỉ 2 tuần đi hả? Hay là 1 tuần? Tuần. Giờ tối nay về học này đứng đi. Tuần nghỉ gì được thầy? Tuần nghỉ thầy. Nghỉ gì? Thôi theo tôi vậy nè. Làm gì phải trước Noel với phải trước Tết đi ha. Đi còn đi chơi. Đi chơi đó thầy. Đúng rồi. Tết thầy. Ngày 29 được không? Cuối tháng 5 tháng 1 đi thầy. Lúc đó là chị em, lúc đó là quên, lúc đầu đi thi, đi học, đi thi là không bổ. Đúng rồi. Bây giờ là tối nay về là học đi là vừa đó. À, giờ học thì vừa là vừa đó. Rồi ngày thứ năm học rồi ôn tiếp một mà là cho thêm vài câu nữa.